trong lòng em. Vì đã xưa quay về, kỷ niệm yêu thương vẫn đong đầy như hồn vẫn vương bên đời. Dòng thời gian dài theo năm tháng, mỗi đường yêu thương tình yêu thêm lớn. Tình ca năm xưa anh vẫn còn giữ trong tim, chưa bao giờ thay đổi. Bao nỗi nhớ niềm thương theo năm tháng mai đông đầy. Ta đã yêu nhau bằng tất cả chân tình, anh không thể nào quên những ngày đầu gian khó. Em phải chất yêu mà dành dùm cho anh. Muôn nỗi thăng trầm em gánh vác lo toan, để có anh ngày hôm nay cô em luôn đồng hành chia sẻ. Mọi việc hôm nay là do em quyết định, được mất sống còn đều trong mơ. Em ơi, anh chỉ biết trông cậy vào em thôi mà Như à. Với cái lĩnh vực cải lương thì là một trong những cái lĩnh vực mà nó được phát triển rất là mạnh ở trong miền Nam. Ở miền Bắc thì không có quá nhiều môi trường để cho những nghệ sĩ cải lương có thể thực hành hay là học nhiều, đúng không ạ? Thế thì lý do vì sao mà mình lại lựa chọn cái lĩnh vực mà nó chưa phải là thế mạnh ở ngoài này? Nghề đã chọn mình ấy. Bởi vì khi mà mình học xong năm 91 thì mình công tác tại nhà hát được một năm, mình đã bỏ nghề trong vòng khoảng tầm 6 tháng. Tức là mình không muốn theo nghề nữa bởi vì nó quá khó khăn và rất nhiều các yếu tố khác mà mình có thể mình không thể vượt qua được. Nhưng khi mà 6 tháng mình tách hẳn cái công tác nghệ thuật ra ấy, thì mình bảo không được. Hình như là mình sinh ra để làm nghệ thuật, để làm nghề. Và lúc đấy thì mình mới quay lại nghề với một cách sự nghiêm túc nhất, một cách gọi là trân trọng nhất ấy, thì mình học dần. Lúc đấy đúng nghĩa là học. Học từ những cái việc đi đứng làm sao, thoại lời thế nào, ca hát ra sao. Bởi vì là có những cái khi mà Hoàng Tùng ra trường ấy, thì có những cái khó khăn ấy. Đặc biệt là khi mình đã không được mọi người chấp nhận ấy, thì mình nghĩ là nên thôi. Không chấp nhận vì? Vì thứ nhất là mình không hát được cải lương. Không hát được. Xong rồi mà vẫn không hát được. Không hát được, tức là hát thì hát thôi, nhưng mà để mà nghe được thì cả vấn đề. Mà Khan phải cảm giác là khi mà ở trong một cái môi trường mà rất nhiều các nghệ sĩ thành danh nổi tiếng rồi, kể cả lớp mình nhé, cũng rất nhiều các bạn con nhà nghề họ đã cũng đã rất là nổi tiếng và rất là ok trong nghề rồi, thì mình cảm thấy mình cứ bị trôi, bị lùi, tụt lại ấy. Mình bảo cái đấy khó khăn, không hoặc khó khăn thế thì mình khó mà vượt qua. Nhưng mà có lẽ là nghề đã chọn Hoàng Tùng. Cái điều gì mà nó khiến cho mình lại có thể kiên trì bám trụ với cái nghề này thế ạ? Mỗi một lớp học sinh ra trường thì lại về nhà hát và mình giật mình vào chứ. Mình không thể đứng ở đây được. Mình phải vươn lên. Từ đây ra đến kia có thể là 100 bước. Mà những bạn của mình đi đúng 100 bước. Nhưng mình phải bước 1.000 bước mình mới phải đi. Tức là trong đầu Hoàng Tùng đã phải bật ra cái ý đấy. Phải đi. Không còn con đường nào khác. Một là loại khỏi cuộc chơi. Không theo nghề nữa. Thì không nói làm gì. Nhưng đã xác định theo nghề. Thậm chí đi chậm cũng được, mỗi ngày một chút cũng được, mình phải làm.
Nhưng mình phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều. Đúng rồi, tức là mình phải tự đặt cho mình một cái mốc rất là nhỏ, chứ không đi dài hơi được. Đến đây, tức mỗi một chút, mỗi ngày tích cóp một chút. Và để có một cái vị trí như hôm nay, để có một cái là gần như là nói một cách vui thương hiệu là nghệ sĩ Hoàng Tùng cải lương ấy. Mình rất thích cái tên này. Thì đấy là cả vấn đề và cả sự nỗ lực, cả sự phấn đấu, rèn luyện coi như là không ngừng ấy. Mà đến mức độ bây giờ mà mình vẫn đi diễn, mà những người ở cơ quan hiện tại của mình cứ bảo chứ sao em lấy đâu ra nhiều năng lượng thế, em lấy đâu ra nhiều các cái gọi là cái sự sức lực thế mà em làm những điều ấy. Bảo em chẳng biết, thực ra mình không hề biết, mình làm mình cứ làm thôi, mình cứ cần mẫn mình làm, mình thích mà thì mình cần mẫn mình làm thôi. Và cái hiệu quả đấy nó rõ dần lên. Và như Khang biết đấy, ngày hôm nay thì rõ ràng là mình có một vị trí. Và nhắc đến mình, nhắc cái sự làm nghề một cách chỉnh chu, làm nghề cách nghiêm túc và cực kỳ khắt khe với nghề, với riêng Hoàng Tùng.